Xin chào tất cả các bác. Kiên xe đạp bên em hôm nay có hai đơn. Một đơn là địa hình Win giá 7,3 triệu với một đơn là Touring Merida giá 8,9 triệu. Thì hiện tại em đang ở bước cục tiếp theo để gửi hàng đi cho các bác đây. Địa hình BT Win 7,3 triệu và Touring Merida 8,9 triệu. Hiện tại em đang ở bưu cục Viettel để gửi hàng đi cho các bác.